nay rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thời sự 18 giờ 30 phút chiều nay thứ tư ngày 31 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, website hungyentv.vn. Hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên diễn ra sáng nay đã thông qua 3 kết luận, 2 kế hoạch và thống nhất chủ trương dừng thực hiện mô hình thí điểm trưởng ban dân vận, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm việc điều chỉnh phương án quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các ý kiến tán thành với những nội dung cơ bản của phương án điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đó là đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương, có 4 thành phố Hưng Yên, thành phố Mỹ Hào, thành phố Văn Lâm và thành phố Văn Giang, 2 thị xã là thị xã Yên Mỹ và thị xã Khoái Châu, 4 huyện là Tiên Lữ, Phù Cừ, Kim Động, Ân Thi. Đến năm 2037, tỉnh Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có 3 quận, 2 thành phố và 5 thị xã. Đến năm 2050, thành phố Hưng Yên trực thuộc Trung ương có 8 quận, 2 thị xã. Tỉnh Hưng Yên sẽ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, trong đó có tập đoàn xe ô tô của Singapore. Đây là nội dung chính trong buổi làm việc sáng nay giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với đại diện tập đoàn này. Theo kế hoạch giai đoạn đầu, tập đoàn COT sẽ thuê 6,6 ha đất tại khu công nghiệp Thăng Long 2 để đầu tư xây dựng dự án. Trong 5 đến 8 năm tới, tập đoàn sẽ mở rộng quy mô đầu tư với nhu cầu sử dụng đất khoảng 20 ha, tổng vốn đầu tư từ 500 đến 800 triệu đô la Mỹ. Để phục vụ sản xuất, tập đoàn sẽ đầu tư các trang thiết bị tân tiến nhất vào các dây chuyền sản xuất. Tập đoàn mong muốn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoàn thiện các quy trình thủ tục giao đất, thuê đất, cấp phép xây dựng. Nhân dịp Phật Đản Phật Lịch 2567 Dương Lịch 2023, sáng nay Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên trọng thể tổ chức Đại lễ Phật Đản khu vực 3 gồm huyện Yên Mỹ và huyện Văn Giang. Lễ Phật Đản hàng năm được tổ chức trang trọng nhằm tôn vinh các giá trị tốt đẹp của Phật giáo, đồng thời đây là dịp để chư Tăng Ni Phật tử cùng ôn lại cuộc đời và công đức vô lượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ đó nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật, tuân thủ pháp luật, phát huy hơn nữa truyền thống, hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Nhân dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh còn trao tặng cho quỹ khuyến học của hai huyện Yên Mỹ và Văn Giang số tiền là 50 triệu đồng. Tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Ngoài thuốc lá điếu truyền thống, vài năm gần đây, thuốc lá điện tử ngày càng phổ biến trên thị trường thu hút giới trẻ. Theo kết quả điều tra của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế Bộ Y tế, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở 34 tỉnh thành phố vào năm 2015 chỉ khoảng 0,2%. Đến năm 2020 đã tăng 18 lần lên khoảng 3,6%. Trong đó, riêng tại Hà Nội, tỷ lệ học sinh đang sử dụng thuốc lá điện tử ở các lớp từ lớp 8 đến lớp 12 là trên 8,3%. Trước những tác hại của thuốc lá thế hệ mới với sức khỏe người dân, đặc biệt là giới trẻ, Bộ Y tế cùng một số bộ ngành đã nghiên cứu đề xuất Chính phủ và Quốc hội cấm sử dụng và nhập khẩu sử dụng. Bên cạnh đó, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa bố mẹ và nhà trường, sự vào cuộc sát sao của lực lượng chức năng để từng bước giảm thiểu, chấm dứt tình trạng thanh thiếu niên, học sinh hút thuốc lá điện tử. Sau 15 phút dùng chai nước tẩy rửa gương kính mua trên mạng, người đàn ông 55 tuổi quê ở tỉnh Hưng Yên bắt đầu thấy các ngón tay nhợt nhạt, đau buốt, lập tức phải chuyển nhập bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, nghi nhiễm loại hóa chất cực độc. Theo lời kể của người bệnh, trước đó ông này mua một chai nước xịt tẩy rửa gương kính thương hiệu V300, mua trên mạng với giá 180.000 đồng một chai. Thế nhưng khi dùng để tẩy rửa gương kính phòng tắm, chỉ được khoảng 15 đến 20 phút, người bệnh bắt đầu thấy các ngón tay đau, nhức buốt, giống như bị một loại côn trùng cực độc cắn nên vội rửa tay và gọi người thân hỗ trợ. Theo các bác sĩ, rất có thể sản phẩm này chứa loại hóa chất HF rất độc. Nếu tiếp xúc với hóa chất này có thể gây ra các vết thương nặng, hoại tử thịt, thậm chí là ăn mòn, phá hủy mô xương. Do đó, tiếp xúc với hóa chất này phải chuẩn bị kỹ về đồ bảo hộ để tránh gây hại đến sức khỏe. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các trường không tổ chức dạy thêm dịp hè dưới mọi hình thức, cũng như không được tổ chức dạy trước chương trình ôn tập luyện thi kiểm tra khảo sát để xếp lớp năm học 2023-2024. Tương tự, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu trường học từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 không tổ chức dạy hè
không dạy trước, nhất là với trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang cũng yêu cầu ngoại trừ đối với các khối lớp 9 và 12 đang ôn thi, các hoạt động dạy văn hóa, dạy nghề, ôn tập, phụ đạo cho học sinh chỉ được tiến hành sau ngày tựu trường năm học 2023-2024. Liên quan vụ việc Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt kiểm tra các phòng khám trên địa bàn thành phố Biên Hòa, lực lượng chức năng đã triệu tập hơn 30 người để làm việc, lấy lời khai về hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội. Công an thành phố Biên Hòa xác định đây là vụ án có quy mô rất lớn, ước lượng vài chục nghìn người mua giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để trục lợi bảo hiểm xã hội lên đến vài trăm tỷ đồng. Qua kiểm tra 8 phòng khám, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ thể hiện chủ phòng khám ký tên đóng dấu xác nhận bệnh lên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người đi mua loại giấy này, trong khi người đi khám không có bệnh. Đây là dấu hiệu sai phạm trong việc lập khống các hồ sơ để hợp thức hóa rút tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Theo bình chọn từ trang Lonely Planet, tuyến đường sắt thống nhất của Việt Nam lọt top 8 tuyến đường sắt tuyệt vời bậc nhất thế giới khi hội tụ đủ những tiêu chí của một tuyến tàu hỏa tuyệt vời khi vừa đi qua các thành phố lịch sử, vừa băng qua cung đường ven bờ biển tuyệt đẹp. Hành trình 2 ngày từ Bắc vào Nam là một trong những hành trình trải nghiệm bằng đường sắt được yêu thích nhất Đông Nam Á và là tuyến tàu đêm tuyệt vời trên thế giới. Để di chuyển hàng nghìn km từ thành phố Hồ Chí Minh tới thủ đô Hà Nội, tàu là phương tiện tuyệt vời giúp hành khách có nhiều thời gian ngắm cảnh, khám phá những địa điểm tuyệt đẹp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo tháng 6 năm nay sẽ là cao điểm nắng nóng với các đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao ở hầu khắp các vùng miền, trong đó khu vực Tây Bắc Bộ sẽ có nhiều ngày nắng nóng trên 40 độ. Cụ thể, trong tháng 6 năm nay, nhiệt độ trung bình tháng tại Việt Nam từ 27 đến 32 độ C và có xu hướng cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023, Bắc Bộ và Trung Bộ là cao điểm của các đợt nắng nóng, cường độ có thể gay gắt hơn so với năm 2022. Các chuyên gia cảnh báo do tác động của nắng nóng tập trung nhiều ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nên cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Chương trình xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Sáng sớm ngày 31 tháng 5, Triều Tiên cho biết đã phóng một vệ tinh do thám quân sự, nhưng nó đã rơi xuống biển do tên lửa đẩy gặp sự cố về động cơ và hệ thống nhiên liệu. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận vụ phóng vệ tinh do thám quân sự đã thất bại do tên lửa đẩy khởi động bất thường trong giai đoạn 2, dù đã bay bình thường trong giai đoạn 1. Vệ tinh sau đó đã rơi xuống biển Hoàng Hải. Phía Hàn Quốc xác nhận vật thể đã rơi xuống biển tại khu vực cách đảo Aegean của Hàn Quốc khoảng 200 km. Sau thất bại này, giới chức Triều Tiên khẳng định sẽ sớm phóng vệ tinh khác. Đây là nỗ lực phóng vệ tinh lần thứ 6 của Triều Tiên và là lần đầu tiên kể từ năm 2016. Bình Nhưỡng hy vọng phóng được vệ tinh do thám quân sự đầu tiên lên quỹ đạo trong bối cảnh Hàn Quốc tăng cường các cuộc tập trận với đồng minh Mỹ. Liên minh châu Âu cảnh báo sẽ cấm Twitter trên toàn khối nếu nền tảng mạng xã hội này không tuân thủ các quy định mới về chống thông tin sai lệch. Theo đó, đại diện Bộ Viễn thông và Chuyển đổi Kỹ thuật số Pháp cho biết, trong bối cảnh đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của EU sẽ có hiệu lực đầy đủ vào ngày 25 tháng 8 tới, Twitter sẽ bị cấm trên toàn Liên minh châu Âu nếu nền tảng mạng xã hội này không tuân thủ các quy định mới về chống thông tin sai lệch. Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số yêu cầu các công cụ tìm kiếm và các nền tảng lớn như Twitter, YouTube và TikTok ban hành các biện pháp để giảm thiểu thông tin sai lệch hoặc thao túng bầu cử, bạo lực mạng đối với phụ nữ hoặc gây hại cho trẻ vị thành niên thông qua trực tuyến. Ủy ban châu Âu có thể phạt những người vi phạm tới 6% doanh thu hàng năm trên toàn thế giới. Nvidia, hãng công nghệ hàng đầu thế giới, vừa trở thành công ty sản xuất chip đầu tiên đạt giá trị vốn hóa trên 1.000 tỷ đô la Mỹ nhờ cơn sốt trí tuệ nhân tạo và ChatGPT. Với mức giá cổ phiếu trên 404,86 đô la Mỹ trong phiên mở cửa ngày 30 tháng 5, Nvidia lần đầu tiên có tên trong danh sách câu lạc bộ nghìn tỷ đô la Mỹ gồm Apple, Microsoft, Google và Amazon. Hiện nay, các bộ xử lý đồ họa của Nvidia là thành phần quan trọng trong hạ tầng của nhiều nền tảng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT hay Google Bard.
Cơn sốt AI đã xuất hiện ngay sau cơn sốt dùng các đồ họa để đào tiền số, chính là một bệ phóng để đưa Nvidia đến mức vốn hóa 1.000 tỷ đô la Mỹ. Hãng này cũng đang là đại diện tiêu biểu nhất cho ngành chip. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.